Nhìn này, bên trong nhiều gạch chưa? Ui dồi. Có nhiều gạch thế. À đây đây đây, múc đây. Đấy. Mời mọi người nhá. Ui dồi. Ui ngon rồi. Siêu ngon, thịt siêu chắc luôn mọi người ạ. Đây, ngọt. Mình ăn thử miếng này nha mọi người nhá. Ngon lắm. Em cảm ơn anh Trọng nhá. Thật sự là rất là ngon luôn anh Trọng ạ, bọn em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Thật sự cái anh em nào mà có nhu cầu mà ăn hải sản thì anh em liên hệ ngay cho anh Trọng ở hải sản ở Hà Nội nhá mọi người nhá. Đó. Hello anh em nhá. Anh em ơi thì Kiên vừa mới đi lấy một hộp hải sản về. Hải sản này là anh Trọng anh gửi về anh em nhá. Anh Trọng hải sản ở Hà Nội anh gửi về. Thì anh ấy rất chu đáo luôn, anh ấy gửi về cho mình một hộp cua hàng hoàng đế và tôm hùm, bào ngư, rất là nhiều hải sản ngon luôn mọi người ạ. Đó. Chưa bao giờ được ăn cua hoàng đế. Thì nói thật mọi người luôn, 24 năm mình chưa bao giờ mình được ăn cua hoàng đế, nên là hôm nay là anh Trọng anh biết mình chưa được ăn nên là anh gửi về cho mình một con mọi người ạ. Mình cũng chả biết mấy con nhưng mà mình cứ giờ dành ra cho mọi người xem luôn nhá. Xong là lát nữa con cua này thì mình sẽ mang đi hấp mọi người ạ. Mang đi hấp và chế biến để ăn nhá mọi người nhá. Bởi vì hôm nay là cũng là 29 Tết rồi. Mà 29 Tết thì ăn hải sản thì quá tuyệt vời mọi người ạ. Tuyệt vời luôn anh ạ. Một hộp vài trông thế thôi, mình nghĩ phải rơi vào khoảng tầm chục củ mọi người nhá. Chục củ đấy mọi người ạ. Tuy nó nhỏ nhỏ này thôi. Bây giờ mình xem là bên trong này có những cái full hộp loại hải sản gì nhá mọi người nhá. Đó. Thật mình là vừa mới đi. Tò mò quá mọi người ơi. Bên trong rất là nhiều đồ mọi người ạ. Đó, anh em nào mà có nhu cầu muốn ăn hải sản thì nhắn tin cho anh Trọng hải sản nhá mọi người nhá. Ui. Ui. Ở đây thì có rất là nhiều cua mọi người ạ. Con này là con cua gì nhỉ? Cua này là con cua biển. Ngon anh ạ. Biển. Biết là cua biển rồi nhưng gọi tên gọi nó là gì? Cua Cà Mau hay sao nhỉ? Cua Cà Mau. Ừ. Cua Cà Mau này anh em này. Cua này nó to lắm. Rồi. Con kia to anh ạ. Con này nè, con cũng vẫn là cua. 4 con cua Cà Mau này, 5 con cua Cà Mau này. 6 con cua Cà Mau mọi người nhá. 6 con cua nhau. Còn đây là ui tôm Alaska mọi người này. Đây là tôm Alaska mọi người nhá. Đây là con tôm hùm. Tôm hùm baby. Tôm hùm baby Alaska đấy mọi người ạ. Đây là cua Alaska này mọi người ạ. Đây. Ui. Cua Alaska đây mọi người nhá. Wow. Nó sống nguyên kìa. Ui, sống đấy mọi người ạ. Sống đấy. To ơi. Ui. 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 Mọi người ơi. To dã man mọi người ạ. Ui. Con này nặng quá nhưng mà. Con tôm mà. Cua. Tôm cũng to rồi mà cua cũng to rồi mọi người ạ. Sợ thật đấy. Dã man luôn đấy. Ui, mọi người nhìn này, để đây ra ngoài mà xem cho này. Cho thử sờ vào xem. Ui. Nào. Ui. Đây là tôm hùm nha mọi người nhá. Tôm hùm. Đây này. Đây là tôm hùm nha mọi người. Đó. Rất là ngon luôn mọi người ạ. Sống nguyên. Nó còn sống nha mọi người nha, rất là ok luôn. Anh ấy còn gửi cho mình cả báo ngư mọi người ạ. Ui. Đây. Ngon đây anh báo ngư nha mọi người nhá. Đây là báo ngư, đây là 6 con báo ngư anh Trọng anh gửi cho mình. Anh ấy gói hộp rất là cẩn thận. Ai muốn ăn hải sản thì nhắn tin cho anh Trọng hải sản nhá. Mình có để số điện thoại ở phần mô tả nhá mọi người. Đó. Mình vừa đi lấy về xong rất là còn tươi. Một con tôm này nó thật mọi người luôn. Ăn bao giờ mới hết mọi người. Ăn con tôm này thì nó thật với mọi người là cả nhà ăn không hết, không chi là gì mọi người nhá. Con cua này thì là cua hàng đế này. Cua hàng đế đây cho mọi người xem này. Ui. Ui. To lắm anh ạ. Nó to. Siêu to luôn mọi người nhá. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ mang về và mình chế biến. Mình hấp mọi người ạ. Chắc là chỉ có hấp sả thôi, nó ngon nhất mọi người nhá. Đây là mình mang về mình hấp sả để mình thưởng thức nha mọi người. Xem là lần đầu ăn cua hoàng đế nó như nào nha mọi người. Em chưa ăn bao giờ anh ạ. Chị cũng đã được ăn bao giờ. Anh còn chưa ăn được bao giờ, cũng chỉ là em. Đấy anh một. Nó đang sống, nó đang vẫy cái mồm. Nói thật đấy anh em nhá, một tháng kể cả làm ra 50 60 triệu một tháng nhưng mà không bao giờ dám ăn cua hoàng đế mọi người ạ. Đấy. Không dám ăn, tiếc tiền mọi người nhá. Đấy, nhưng mà hôm nay là anh Trọng anh ấy gọi biết là em Kiên gầy quá nên là bầm tầm bổ. Bồi bổ. Đấy. Bây giờ cho vào đây. Đây này gấp đường rồi. Không đừng gấp. Đi chế biến thôi. Ok, bây giờ là mang vào trong nhà để chuẩn bị đi chế biến.
Bây giờ đích chấm kìa. Lặng lắm anh ạ. Quá là nhiều luôn mọi người ạ. Mang vào nhà để chế biến cầm sao vào. Số hải sản này thì ăn thì biết bao nhiêu là người mọi người. Biết bao nhiêu người ăn đấy thôi mới hết. Con tô mình ăn thật luôn, một con tô mình đã thấy to rồi, con cua nữa. Sợ thật luôn. Bố anh, Ôi trời ơi. Con này 2 cân đâu? Con này 2 cân rồi. Con này vừa rơi vào tầm 5 hơn 5 củ. Con này to này, to này. To thật đấy. Con này gần đấy. Con này đây là anh chặn hải sản ở trên đồ của anh. Anh cộng hải sản đó. Anh chặn. Anh cũng làm hải sản này gửi lên. Kể cả cua này. Thế thì ai muốn ăn thì nghiêng lên cho anh cộng à? Đúng rồi. Đấy mọi người ạ, bây giờ vào chế biến luôn mọi người nhá. Và ôi cả bé la tất cả mọi người đang ở đây rồi. Thì lát nữa mình sẽ vào mình chế biến hấp xả để thưởng thức nha mọi người nhá. Mọi người cùng đợi nhá. Cho ra sờ cua đi. Và sống nguyên luôn. Tớ lên cua nhá. Ok mọi người ơi. Thì mình với mẹ mình đang gọi là đánh răng rửa mặt cho con cua hoàng đế với cả là con cua Cà Mau mọi người ạ. Ai hổ ơi mọi người ạ. Đây. Đấy. Đây là hai đứa cháu của mình đang ngồi đây để hóng 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 chuyện này. Đang gọi là đói ăn đây, đang ngồi đây để hóng lúc nào chín là mục luôn. Mục luôn. Mình đang mang cua về nhà để hấp, xong là lát nữa mình mang sang nhà bác Thắng để ngồi mọi người ạ. Mang sang ngồi nhà bác bố Thắng ấy, bố mình ấy, bố Phạm Thư ấy. Na ơi, chăm chú. Hải sản này thì mọi người trước khi ăn mọi người lên mọi người đánh sạch đi xong là mọi người hấp nhá mọi người nhá. Thì lúc mà mình ăn cái vỏ mình có thể là mình mút cái vỏ nó rất là ngọt mọi người nhá. Và cái cua mình hấp cua lại để chú nói nhé. Con cua này thì mình hấp thì mình hấp với nước coca hoặc là nước dừa mọi người nhá. Thì nó rất là ngọt mọi người ạ. Thì mình bảo Dung với cả là bố mình đi ra mua coca rồi. Đợi một tí nữa là mua về xong là mình sẽ hấp luôn. Mẹ mình thì đang cọ cua rồi mọi người đấy. Đấy. Phải đánh sạch như này. Đánh sạch mới ăn được anh em ạ. Đấy. Phải đánh sạch đi. Tại vì cua ở biển thì nó rất là đậm nhiều cái cặn bẩn mọi người ạ nhá. Bác mẹ ngồi xuống đánh với bà đi thằng nào, cứ đứng đây ngồi xuống. Tập thể dục à? Đấy đánh đi. Đây đánh cho thoải mái đi. Đấy. Đây là lấy cả là một nhọ xoong mà đánh này. Thôi thôi ạ. Chưa bao giờ được nhìn con cua. Nát nữa cho vào nồi hấp thì không, đây đây có rồi. Lấy bạn trẻ này mới đánh được. Lấy bạn trẻ to mới đánh được chứ. Lấy bạn trẻ đánh răng đánh. Đánh nhưng mà được. Đồ lắm. Phạm Tư bảo đưa cho mình cái bàn chải đánh răng này đánh con cua thì đánh bao giờ? Kỳ đây chỉ có chải mồm nó thôi. Mọi người ạ. Kỳ con ăn chất lượng gì kỳ? Nó sẽ em bía. Kỳ chẳng chưa bía. Ơ nhìn này. Thật sự luôn. Từ bé đến giờ mình mới nhìn con cua ở ngoài đời thực ấy mọi người. Em thế. Nhưng mà nhìn nó hiền lành mà mọi người. Nhìn đáng yêu mà. Đấy. Nó không cắp nhở. Mày nhìn đi, nhìn này, cho mọi người nhìn này, vẫn sống này, vẫn nhìn này, nhìn này. Mồm. Đây là năng mong hái nhá. Mọi người cho mọi người xem này nhá mọi người nhá. Đây. Cái này cái gì? Đây mọi người, đây là cái bọc thịt của nó nhá mọi người nhá. Kiểu bí. Rất to luôn kìa. Thân quẹo lên, sắn áo lên. Cái dây này. Cảm giác ăn cua thì không? Đã. Đợi hấp nha mọi người nhá. Ok mọi người. Ok mọi người nhá. Thì mình vừa mới hấp xong mọi người ạ. Đó. Thì rất là nóng, nhìn màu rất đẹp mọi người ạ. Nhưng mà lát nữa mình cùng tất cả gia đình nhà mình thưởng thức để xem là nó ngon như nào nha mọi người nhá. Đây cả nước chấm đây, nước chấm hải sản này. Đấy. Anh Trọng anh tâm lý anh gửi luôn cả nước chấm nha mọi người nhá. Bởi vì là biết mình không biết mua nước chấm ở đâu ấy. Rồi lát nữa ăn cái này phải ăn nóng thì cũng ngon mọi người ạ. Vâng, thấy mùi đấy thơm nước rồi ấy. Thơm nước toàn mùi xả nhá, mình hấp ngon quá. Mình hấp xả này. Hấp tất cả mình nước đi. Nước nhá là mình đun bằng coca đấy anh em ạ, chứ không phải là đun bằng nước trắng đâu. Nên là hấp thì là hấp bằng coca nó rất là ngọt mọi người nhá. Nước dừa cũng được, nhưng mà mình hấp bằng nước coca để cho nó ngọt đấy mọi người nhá. Ok, lát nữa để thưởng thức xem như nào. À đây, mọi người ạ, đây gà mới biết không? Đây là gà ủ muối pha tiêu mọi người nhá. Đó.
gà uống muối ra tiêu mọi người nhá. Gà này thì cực kỳ đỉnh luôn. Ok, để mọi người vào rồi thưởng thức xem như nhá. Ok mọi người nhá. Bây giờ là mình vừa mới hấp xong rồi, bây giờ thì mình sẽ bẻ ra để xem là cua bên trong nó có chín không nhá. Con này con cua hoàng đế bà. Ui. Ui trông nhiều gạch lắm. Này, cho mình đấu gạch luôn này. Thì nó chắc quá. Chuẩn chắc cực. Thịt này vừa mới đun lấy về xong là hấp luôn đấy mọi người, nên là nó rất là chắc anh em nhá. Cái này á thì ấy mà mẹ kéo ấy. Dũng ơi, Dũng thử tìm kéo xem có thấy không. Đây có kéo rồi. Ok. Chia ra bên đấy cho mọi người. Chân to dã man luôn anh em ạ. Chân này bên trong nhiều thịt lắm. Đấy, nhìn này. Đấy, một cả chân của nó như này. Bên trong tan thịt luôn. Đấy. Trông ơi, đúng đỉnh luôn. Ok. Đi đi mời. Cháu ơi, bố ăn cua không? Không, bố ăn. Bố cháu không bao giờ ăn hải sản. Cậu ơi, cậu dùng đi cậu. Bà. Má ơi, mà ăn đi không mà. Mình, đây, mẹ ăn tiếp một cái đi. Chồng phải cắt cho mẹ. Chồng cắt cái dưa dưa lọc lọc đấy. Đây, để con cắt cho. Đấy. Để mình cắt cho tổng giám đốc anh em ạ. Tổng giám đốc, sếp nhà mình. Sếp nhà mình đấy. Đây, mọi người nhìn này, gạch bên trong nhá. Đây là thịt bên trong. Thịt bên trong. Ui. Đặc thịt luôn. Quánh luôn mọi người ạ. Đấy. Ui, thôi, đây miếng này. Miếng này thử cho, ăn chấm thử đi. Mời mọi người ăn nha. Đây mình thử ăn miếng này, cứ ăn miếng này. Không, mời bà, mời bố mẹ, mời cậu mợ ăn ạ. Wow. Đây. Ngon chứ. Đây là siêu ngon, thịt siêu chắc luôn mọi người ạ. Đây, mình ăn thử miếng này nha mọi người nhá. Ngon lắm. Em cảm ơn anh Trọng nhá. Thật sự là rất là ngon luôn anh Trọng ạ. Bọn em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Thật sự cái anh em nào mà có nhu cầu mà ăn hải sản thì anh em liên hệ ngay cho anh Trọng ở hải sản ở Hà Nội nhá mọi người nhá. Đó. Nên thử ăn cua này một lần nhá mọi người. Đúng là ăn kiểu như là cua hoàng đế này thì anh em ăn thì siêu ngon luôn, khoái nghĩ luôn mọi người ạ. Chứ ăn kiểu là mấy con cua đồng này thì quen rồi mọi người ạ. Đấy, vợ phải cắt đôi ra này thì ăn được này. Đó. Dạ vâng ạ. Đây. Cắt như này đấy, xong rồi bắt đầu bắt tia tía này thì nó mới được chứ. Cua này ăn thì nó hơi mất thời gian mọi người nhá. Nó phải cắt các thứ. Này bà bầu ăn thì đầy đủ canxi luôn. Này là gấp 3 canxi luôn mọi người nhá. Đây. Đấy, ăn này chấm đậm lên. Chúng cắt cho bà. Chị ăn cái đấy không? Ui. Siêu ngon luôn mọi người ạ. Đây phải coi này ơi. Đây, đúng rồi này. Đi vào đây. Ui, miếng này. Giá mềm luôn. Giá mềm. Thịt đặc sệt luôn.
siêu nhiều gạch cho mọi người nhá, bởi vì cái gạch cua này nó dày mọi người ạ. Bà ơi, bà chấm này, bà chấm cái này này, bà chấm cái nước xanh xanh này này, bà chấm vừa vừa thôi bà, không nó cay đấy. Cua bà. Nhìn này, mọi người nhìn này, đấy bên trong gạch của nó này dài nhỉ. Gà này là gà Đông Tảo còn. Nhìn này, thấy chưa? Siêu ngon luôn. Để chấm cái nước màu xanh xanh này. Nhá. Ủa, nước chấm thần thánh. Gọi là nước chấm thần thánh nha mọi người. Ăn gọi là ăn miếng nào. Ăn đi thì ăn. Không phải cái xương. Đấy không phải cái xương. Cái nhựa nhựa cái gì ấy. Anh uống cái nhem ăn thôi. Uống cái chứ. Hả? Thì múc bang thì giữa. Không cạch thôi. Múc bang à? Có thiệt anh. Ủa, nhìn này, bên trong nhiều gạch chưa? Ui dồi. Có nhiều gạch thế. Cô ơi, cậu múc bang luôn bà. Thìa đâu nhỉ? Đấy, thìa xúc. Quá trời nhiều gạch mà. Để mình thử miếng nhá. Cái đồ này cái gì nhỉ? Cũng là gạch hết đấy. À đây đây đây, múc đây. Đấy. Mời mọi người nhá. Ui giỏi. Ui ngon rồi. Có xin miếng. Đây, không không còn chấm đâu. Ăn ăn xong rồi bây giờ mình chấm hết. Đấy, mặn mà, vừa luôn. Ngon không? Ngon. Ngon đúng không? Nói chung là siêu ngon mọi người nhá. Đó, thì mình cũng muốn là thôi giới thiệu cho mọi người là mình có người anh ở trên Hà Nội đấy. Thì ai muốn ăn hải sản thì mọi người liên hệ cho ông anh của mình nhá. Còn hôm nay thì tất cả gia đình nhà mình đang ăn Tết, mọi người 29 Tết mọi người nhá. Còn thôi bây giờ mình tắt máy quay thì mình đi ăn cho nó tự nhiên mọi người ạ. Ok, bye mọi người nhá. Cảm ơn mọi người nhá.